sản phẩm gồm có hộp hai dây đeo, cáp sạc theo máy, cây lấy sim, sách hướng dẫn, khung số cố định trong sách cho sản phẩm. Sản phẩm mới trên màn hình sẽ có một miếng đề can chống trầy xước nha. Nhấn giữ nút nguồn tắt mở máy, mic và loa, dây gắn hai đầu bên này ghim sim và cáp sạc, mặt sau là màn hình chip cảm biến nha. Bây giờ mình sẽ test sạc và test nguồn trước. Sạc ok, nguồn ok. SIM gắn vào đồng hồ thông minh yêu cầu SIM mạng 4G hoặc 5G, có đăng ký gói cước data lên mạng và nạp tiền trước khi gắn SIM vào đồng hồ. Trên cái khay nó có cái hình hướng dẫn để gắn SIM. Đã nhận SIM nha. Cảm ơn, ok ha. Email 42704, 5 số cuối. Alo. 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 Alo alo. Alo. Alo, alo alo. Ok nha. Một hai ba. Một hai ba. Ok, đã check nghe gọi hai chiều, cảm ứng, email, cáp sạc, nguồn, ok. Gọi đi hay gọi đến gì thì cả hai bên đều nghe ok. Đồng hồ đã chết xong thì mình sẽ cho nó vào cái bọc nhé. Kiểm tra lại thực hiện một lần nữa, một cái lấy sim, sách hướng dẫn, cáp sạc, dây đeo, khung và số cố định chống sốc cho sản phẩm.